Xin kính chào quý vị. Đài Lipto Sài Gòn TV cùng Chí Đức hân hạnh trở lại phần thứ tư là phần cuối của chương trình Tử Vi và Số Mệnh. Hôm nay chương trình được phát hành vào mỗi thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về Tử Vi Số Mệnh Đạo Làm Người. Đây là phần chúng ta đã diễn trình qua 12 cung trong lá số Tử Vi. Trong lá số Tử Vi nói về 12 cái cung, tức là 12 cái sinh hoạt trong đời sống của chúng ta, gồm có đời sống của chúng ta, cho đến thê, cho đến con cái, cho đến tiền bạc, cho đường tiến thân, cho đến họa nạn, cho đến bạn bè, cho đến cha mẹ, đến ông bà, đất đai của mình, chỗ mình ở. Đó là cái 12 cái duyên phận của chúng ta đến trong lá số tử vi. Và chúng ta thường thì hầu hết mọi người chúng ta vào thế gian này, chúng ta có một sức khỏe, chúng ta học hành, chúng ta tin vào cái khả năng và chúng ta bị cái lực chemistry trong người của mình dẫn chúng ta để chọn nghề, dẫn chúng ta đến tình cảm, dẫn chúng ta đến những chỗ sinh hoạt này. Nhưng mà chúng ta nào biết được đó là những động cơ, những thần sát, những con sao nằm sẵn trong người mình rồi, nó làm cho chúng ta những cái động lực để dẫn đến chúng ta chọn cái nghề như thế và làm công việc như thế và đến chuyện tình cảm của chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta hiểu được cái lá số tử vi của mình, hiểu được cái định mệnh của mình, hiểu được cái con người của mình một cách rõ ràng hơn, để chúng ta sống cho chọn cái đạo làm người. Đạo làm người thế gian này chúng ta phải tuân thủ luật pháp, chúng ta phải yêu thương mọi người, chúng ta phải giúp đỡ mọi người, chúng ta hoàn toàn làm những việc đạo nghĩa đối với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, tiền bạc, xử sự một cách đúng nghĩa của đạo làm người, là nhờ cái hiểu biết qua lá số tử vi, qua cái số mệnh của con người của chúng ta. Lại có những người trên thế gian này mà cái định mệnh của họ nó có những cái sao tướng, lưỡng tướng, phá quân, quốc ấn, đường phù, những cái sao nó thuộc về hoắc khoa, những sao nó thuộc về binh nghiệp, tức là đời của người ta, cả một đời của người ta hy sinh cái cuộc sống của mình. Trong cái đầu óc người ta chỉ nghĩ đến đất nước và tổ quốc mà thôi, người ta không nghĩ gì lớn bằng cái chuyện đó. Cho nên cả một đời một sự nghiệp chỉ hy sinh cho đất nước, cho tổ quốc của mình mà thôi. Thì kính thưa quý vị, đó là những cuộc đời, những định mệnh chúng ta rất là đáng kính trọng. Bởi vì cả một đời người ta không nghĩ đến sự giàu có, người ta không nghĩ đến sự danh vọng, người ta không nghĩ đến tiền bạc, người ta không nghĩ đến tất cả vấn đề gì. Trong đầu người ta chỉ mong đến cái sự hy sinh của mình đối với đất đai đất nước, đem lại sự hòa bình, đầm ấm cho tất cả chúng ta. Chúng ta là những người mà không có được cái mệnh số như thế, thì chúng ta phải luôn luôn tri ân, cảm ơn những người đã một đời mình hy sinh cho đất nước và tổ quốc là như vậy. Tuần qua thì cộng đồng chúng ta đã có ghi ơn người anh hùng chiến sĩ Lý Tống, cũng như chúng ta đã thấy được là sức mạnh của cộng đồng, của con người Việt Nam tại hải ngoại thật là một điều đáng kính trọng. Bởi vì chúng ta sự thật luôn luôn đoàn kết, thỉnh thoảng có một vài vấn đề nhỏ nhỏ, nhưng đó không phải là cái điểm chánh của chúng ta. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái sự đoàn kết rất lớn lao, làm được một nghi thức vĩ đại vô cùng, một cái đám tang mà chưa từng có trong lịch sử của chúng ta từ trước đến nay, lớn hơn tất cả những vị nguyên thủ quốc gia của Việt Nam, những vị tướng lãnh. Đây là một điều hãnh diện cho cộng đồng của chúng ta, và chúng tôi cũng vô cùng tri ân tất cả những người mà đã bỏ công sức thời gian để làm ra một cái cuộc đám tang tiễn anh Lý Tống đầy ý nghĩa. Việc này sẽ ghi lại với sử sách non sông của chúng ta mãi mãi. Trở lại với chương trình, kính thưa quý vị, đạo làm người đó là cái đạo mà cơ bản tất cả chúng ta cần phải biết. Nếu chúng ta không biết lá số tử vi, cũng có người hoàn tất được đạo làm người của mình. Nhưng nếu chúng ta biết được lá số tử vi thì chúng ta thi hành cái đạo làm người của chúng ta dễ dàng và thuận tiện hơn. Chúng tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Và kính thưa quý vị, nói về giảng giải lá số tử vi thì xin thưa quý vị cũng thông cảm dùm cho là vấn đề thời lượng của thời gian. Chúng tôi chỉ nói sơ lược một cách tổng quát cái nét chánh mà thôi. Chúng tôi không thể đi chi tiết được nha. Xin quý vị thông cảm dùm. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người gọi vào. Alo. 1950. Nam hay nữ ạ? Dạ, nữ. Rồi, xin cho biết ngày tháng năm sinh ạ.
Dạ. Dạ. À. Dạ, dạ nữ. Ngày mấy tháng mấy ạ? À? Dạ, ngày 3 tháng 11, 1950. Tới lúc mấy giờ? Dạ, trưa. Trưa 12 giờ trưa ạ. Người nữ sinh vào ngày 3 tháng 1 năm 1950, người này sinh vào lúc 3 giờ trưa, có một định mệnh như sau. À, người đàn bà này nếu đúng như lá số, đây là người phải nói là tính tình rất thẳng thắn nha, có người rất rõ ràng. Chỉ phàm có là khi mà lập gia đình rồi đó nha, sẽ đến lúc có đến lúc mà phải chia ly đó. Người này mà là chia ly là bỏ đó, tức là người này sẽ bỏ chứ không phải là bị người ta bỏ đâu nha. Cho nên rằng là đây là cái người mà cá tính thẳng thắn, rõ ràng. À, con cái thì sẽ không có được cái tôi gọi là theo cái ý muốn của mình, nhưng mà sẽ có chồng rồi có thể bỏ chồng hoặc ở một mình rồi nuôi con, rồi người này tháo vát giỏi làm việc như đàn ông. Đây là cái người nữ mà có cái cách người là hy sinh cho chồng cho con làm việc rất là tốt đẹp và có may mắn về tiền bạc. Đây là cái người thông minh giỏi nhé, chúc may mắn. Xin cho biết năm tháng ngày sinh của người kế tiếp. Alo. Alo. Dạ vâng, xin đọc năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, sinh 12 tây tháng 11 1954 giáo sư. 7 giờ tối. Ngày 12 tây tháng 11 năm 1954, 7 giờ tối, như thế là ông sẽ sinh vào 12 tây tháng 11 1954 giáo sư. 68. Vâng. Ngày 12 tây tháng 11 năm 1954 ông sinh vào 7 giờ tối. Có nghĩa là ông sinh từ 5 giờ tới 7 giờ giờ Dậu. Tôi xin phép trình bày về cái định mệnh số mệnh của ông như sau. Đây là một người đàn ông, tôi có cái mệnh cơ âm, tức là người đàn ông nhưng mà trông rất nhanh nhàng, tháo vát, nhưng mà lại có cái nét cách, có cái nét cách cơ âm, tức là tảo tần làm việc như một người đàn bà, rất là giỏi. Mệnh của người đàn bà này là cái người đàn ông nhìn vô thì trông có vẻ không có gì gọi là dữ dằn hết, nhưng mà thật ở bên trong của ông đó, là một sức mạnh khủng khiếp lắm. Tức là ông người này người ta gọi là ẩn tướng, nhìn thì trông bình thường nhưng bên trong ông là một sức mạnh vô cùng lớn, để mà ông sẽ thao tác làm tất cả một cái chuyện mà khi cần thiết để mà phải làm trong đời của mình. Và người này thì quả thật là một cái người tạo được nhiều cái cơ bản cơ sở của mình, nhưng cuối đời của mình là 65 tuổi trở đi, tức là ông đang vào cái chỗ giai đoạn mà sẽ bị bệnh, sẽ cái chân mình sẽ bị, cái xương xương hông mình sẽ bị, cái chân mình sẽ bị, và đi đến cái chỗ là phải nhiều khó khăn để mà có thể qua được. Nhưng mà ông sẽ qua được, ông sẽ sống trong bệnh tật như thế đó, nhưng mà ông sẽ qua được. Và cuối đời của ông là cái người tạo được rất nhiều cái cơ sở nền tảng của mình, nhưng mà cuối đời của mình là không thành tựu được gì hết, mà phải sống một mình, có vợ con không có ý nghĩa gì hết nha. Đó là sơ được số mệnh như thế. Đây là một lá số rất là hay, nhưng mà tôi không xin phép trình bày được. Cái giai đoạn thành công của ông đó là cái giai đoạn bắt đầu từ 42 tuổi cho tới 52 tuổi, 52 tuổi tới 58 tuổi, đó là những giai đoạn thành công vĩ đại trong đời của mình. Chúc may mắn. Xin cho biết lá số của người kế tiếp. Alo. Dạ. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh. Alo. Dạ. Bà cứ đọc năm tháng ngày giờ sinh nè. Năm tháng năm thanh giờ rồi có gọi bắt cho thầy đó. Vâng. Dạ. Đọc đi ạ. À, ngày 3 tháng 11 năm 1950. Xin cho biết sinh lúc mấy giờ? Dạ 12 giờ. 12 giờ trưa. 12 giờ trưa. 1950 đó. 12 giờ trưa hay 12 giờ đêm? 12 giờ trưa, dạ. Rồi, tôi xin phép trình bày người nữ sinh vào ngày 3 tháng 1 năm 1950. Dạ, chưa, người nữ này tôi vừa xem xong khi nãy rồi. Vâng, bà lại có may mắn trở lại. Nhưng mà tôi từ chung cho bà biết rằng là bà là người rất là giỏi, tháo vát, thông minh, kiếm tiền, kiếm bạc rất là hay nha. Nhưng mà đường chồng của bà sẽ có lúc mà phải ly thân đó, con cái bà không được vui đâu nha. Nhưng cuối đời của bà là người có tiền, có bạc, thành công về cuối đời của bà. Chúc bà may mắn nha. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần tổng kết chương trình của ngày hôm nay. Với chủ đề tử vi số mệnh đạo làm người, chúng ta là một con người được vào thế gian này, chúng ta có một cái số mệnh, một cái định mệnh để chúng ta phải sống. Có những người mà có cái số mệnh nó cần phải
để mà chú ý ghi chú, nhưng là có những số mệnh nó rất là hời hợt và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, chúng ta sống cơ bản làm người thì chúng ta luôn luôn tuân thủ luật pháp, làm đúng những cái điều mà của cộng đồng nhân loại người ta mong mỏi đối với cha mẹ, đối với anh chị em, đối với sự tiến thân trong đời. Chúng ta luôn luôn làm đúng nghĩa đạo người, đúng nghĩa của đạo tứ vi, là luôn luôn giữ cái nhân cách con người, nhân phẩm và cái tôn thủ luật pháp và sống chúng đạo làm người của chúng ta. Dù rằng chúng ta sinh ra không phải là người trời cho sự thành công vĩ đại, chúng ta phải luôn luôn giữ cái chân phẩm của mình để chúng ta xứng đáng với cái con người của chúng ta, đó là đạo làm người, mà lá số tử vi là một cái kim chỉ nam. Chúng ta có thể tựa vào đó để biết rõ thân phận cuộc đời của mình, để có một đời sống đầy đủ của đạo làm người mà. Như vậy, đến đây chúng tôi xin phép ngừng tại hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới, ngày thứ Sáu, từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Kính chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc, một cuối tuần đầy thắng lợi. Xin kính chào.